Thế là Hưng ra đây hộ anh cày thì anh cho tiền, thì tiền đấy là Hưng để làm gì? Em lấy để trả nợ. Lấy để trả nợ á? Vâng. Nhưng mà ở đây thì giảm nợ là giảm lãi hay là giảm gốc hay là như thế nào? Giảm lãi à? Vâng. Ừ. Thế... Hôm nọ mẹ thuê một người xuống bảo là đưa em lên nhưng mà em không lên. Thuê người xuống á? Vâng. Xong rồi cái ông đấy bảo là nhưng mà hôm đấy em đang ở nhà Bắc. Xong rồi người đấy bảo là nếu mày không đi hôm nào tao gặp tao đánh rồi. Tao kéo đi và thế. Cháu Lực xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa cô bác, hôm nay cháu Lực lại tiếp tục xuống cái nhà của em Hưng cô bác ạ. Có thể là có một số cô bác, ông bà là theo dõi sâu, không biết về hoàn cảnh của em Hưng ấy cô bác. Thì trước khi mà đi vào thì cháu Lực xin được tóm tắt lại thêm một chút cô bác nhá. Hoàn cảnh của em Hưng thì cũng là một cái hoàn cảnh mới mà cháu Lực vừa mới đăng tải lên trên kênh thôi cô bác ạ. Phải nói là hoàn cảnh của em Hưng thì cũng cực kỳ là khó khăn đấy cô bác. Thời gian vừa qua thì bố của em cũng đã mất rồi và để lại cho em ấy là một mình mà bơ vơ dưới cái cuộc sống ở trên vùng cao này cô bác. Mà trong khi đó thì bố em ấy ra đi thì còn bỏ lại cho em Hưng một cái khoản nợ khá là lớn cô bác ạ. Thứ nhất là về cái khoản ngân hàng và thứ hai là cái khoản mà nợ ngoài nữa cô bác. Cháu Lực cũng tìm hiểu được rằng là ngân hàng thì là rơi đâu đó là nợ là 21 triệu, còn ở phía bên ngoài thì là tầm độ 27 đến 28 triệu cô bác ạ. Một cái khoản nợ mà cũng khá là lớn đối với lại một cái cậu bé mà năm nay mới 16 tuổi thôi. Còn đặc biệt hơn nữa là một cậu bé mà ở trên vùng cao cô bác. Thế còn bây giờ thì xin mời các bác cùng theo dõi hết video và cùng cháu Lực lên trên nhà của em Hưng cô bác nhé. Nhà của em Hưng thì cũng có vẻ là cái con đường này cô bác này, hình như là bà con là góp tiền nhau để mà đào đường, được đào đường đi vào đấy cô bác. Đào đường đi vào dưới thôn. Cái nhà của em Hưng thì cũng ở gần đây luôn cô bác ạ. Nó cũng ở gọi là cách cái mặt đường mà được thôn đào là gọi là như kiểu là chỉ là tầm độ vài mét thôi cô bác. Ở đây thì có vẻ như là có cây hoa gì nở khá là đẹp này cô bác này. Như kiểu hoa lo kèn đấy cô bác. Không biết là có phải không. Có vẻ là vừa mới bước vào rồi thấy đôi dép của em Hưng là em ấy ở đây thôi cô bác ạ. Nhưng mà sau đó thì vào thì thấy là em ấy hình như là không ở nhà hay sao quá ạ. Nhà của em Hưng thì cũng không có dùng ổ khóa gì cô bác ạ. Chắc ở trong nhà thì cũng chẳng có đồ gì mà nó giá trị cả. Thử đi sang bên nhà bác bên kia hỏi xem là em Hưng có ở nhà không để mà gặp em Hưng cái cũng khá là lâu rồi chưa xuống đến nhà của em Hưng. Một mình em Hưng ở thì có vẻ là ở dưới này cũng quét dọn là gọn gàng không bác. Theo như em Hưng kể cho Lực rằng là nếu mà lúc mà trời mưa to ấy là em ấy không có dám ngủ trên nhà đâu, là ngủ dưới phần sàn nhà này cô bác ạ. Có lẽ là trong khoảng thời gian vừa rồi thì cô bác cũng đã theo dõi được là một cái thông tin về một số thông tin khi mà có thể là các anh YouTube khác hay là trên báo chí thời tiết thời sự người ta đăng tải lên cô bác. Thì ở trên vùng cao thì vừa mới trải qua một cái cơn mưa và cơn bão khá là lớn, không biết là ở dưới nhà của em Hưng thì có bị ảnh hưởng một chút nào không cô bác. Có vẻ như là sang bên nhà bác của em Hưng thì cũng không có ở nhà cô bác ạ. Phải nói là các bác có thể nhìn thấy là ngôi nhà bác của em Hưng thì cũng là một ngôi nhà mà phải nói là cũng rất là đơn sơ cô bác. Được làm từ gỗ và cháu Lực theo như cháu Lực nhìn thấy là bị nghiêng khá là nhiều rồi cô bác ạ. Bị nghiêng khá là nhiều rồi cho nên là để mà giúp đỡ được em Hưng giả cái khoản nợ thì chắc chắn là bác cũng không thể mà giả được. Bác còn là không có tiền để mà làm lại cái ngôi nhà của mình thì làm sao mà giúp được cháu để giảm nợ cái món nợ ngân hàng rất là lớn.
Phần bên này thì là trước em Hưng nói là nó bị đổ bác, bị đổ này bây giờ là chưa có thể mà làm lại được. Không biết là em Hưng bây giờ đang đi đâu rồi. Bây giờ cháu Lực sẽ đi vòng sang bên kia xem là có em Hưng ra đi đâu làm thuê không cô bác. Tại vì là trong khoảng thời gian này thì em Hưng hay chia sẻ với cháu Lực rằng là em đi làm thuê, làm cày này, cũng như cày ruộng này, xong lại làm thuê cấy mọi thứ. Có nghĩa là ở trong thôn này người ta có việc gì ấy thì em ấy sẽ đi làm việc đấy cô bác. Bây giờ thì ra bên kia đã cô bác ạ. Bây giờ thì cháu Lực sẽ đi xe cô bác. Thì cháu Lực sẽ không có ghi hình nữa. Tí nữa để gặp em Hưng ở đâu thì cháu Lực sẽ ghi hình sau cô bác nhé. Vừa rồi thì cháu Lực hỏi nhà ở trên này thì bảo là nãy nhìn thấy em Hưng là đi sang bên kia để mà làm nương cô bác ạ. Không biết là làm nương của nhà em không. Nhà Hưng thì cũng có một chút ruộng với lại một chút nương cô bác. Đấy nhưng mà tuy nhiên đó thì cũng cho người ta làm để mà cho người ta chia gạo cho mình. Không phải là em Hưng lười hay là như nào cả cô bác ạ. Mà do là gia đình của Hưng là không có trâu để mà cày đấy cô bác. Thì thành ra là mới phải là làm cái cách này thì mình mới có gạo để mà ăn được. Con đường này thì hình như là đi thông sang đường quốc lộ lớn như kia cô bác ạ. Đường đấy nhìn thấy là bà con là cũng vừa mới thuê máy xúc đào lại thôi. Nhìn thấy từ xa thì có vẻ như là người ta đang chuẩn bị đổ được con đường này sao cô bác. Không biết là có phải không. Cái con đường mà đất đỏ như này thì nếu mà trời mưa một chút thì cô bác này thì tốt nhất là không nên đi xe máy xuống thì đi bộ xuống thôi, tại vì là rất là trơn. Không phải ở dưới này là có nhà người ta đang làm nhà thành ra là mới đổ ở đấy. Có vẻ như là hai hôm trước mưa khá là nhiều, thành ra là tạo cho những cái cung đường này rất là nhiều những cái con đường như kiểu nó thành khe của bác, khe xuống đi cảm giác như rất là khó. Có vẻ như là ở bên kia cháu Lực nhìn thấy là có ai đang làm nương ở bên kia cô bác ạ. Có thể là em Hưng đang ra phía bên đấy để làm. Có vẻ như nhìn thấy từ xa thì thấy em Hưng đang ở dưới kia làm nương cô bác ạ. Không biết là bây giờ đi đường nào xuống. Trên này có đường. Thấy em Hưng nói bảo là ở dưới này có một con đường đi xuống. Là xe máy thì nên để đâu cho nó hợp. Khá lô đâu bây giờ tài nổ. Long hết tài. Thấy bà vừa chỉ bảo là cái xe để đây là đi mòn theo xuống cái này cô bác. Tài đang tài bay á. Tài. Thế. Thế hầu như là một số em ở trên vùng cao của bác ạ. Thì thứ nhất là do gia đình mình có ruộng nương nữa. Và thứ hai thì cũng dạng như là kiểu là không có gì để làm ấy. Cho nên là đi làm những công việc mà điều khiển cái máy cày thấy là rất là nguy hiểm của bác ạ. Ấy nhưng mà tuy nhiên đó thì điện mà điều khiển máy cày thì nó cũng khiến để mà mình làm cái công việc nó rất là hiệu quả và rất là nhanh quá. Bây giờ thì không biết là đi đường nào xuống thôi. Anh nhìn thấy từ xa thì thấy một cái cậu bé thôi mà đang điều khiển cái máy cày. Có thể là một số bạn ở dưới xuôi thì còn chưa biết cái việc đồng áng làm gì. Nhưng mà ở trên vùng cao thì hầu như là bạn nào bạn ấy thì
sinh ra thì đã biết là về ruộng nương rồi. Nhưng mà tuy nhiên đó thì là mỗi người nó có một cái số phận nó khác nhau. Có người thì phải đi ra làm ruộng rất là sớm, còn có những người thì người ta mà gia đình gọi là hoàn cảnh có bố có mẹ đầy đủ thì không phải đi làm, không phải đi làm nhiều vất vả như vậy. Ok. Đây có vẻ như là đây có một cái khe suối của bác ạ. Đấy, sau mấy thời gian thì đi xuống đấy bác gặp em Hưng rồi các bác. Nó là rất là siêu các bác ạ, điều khiển cái máy cày mà còn hơn cả số cân của mình luôn. Thứ nào mới đó Pi? Nè. À, hiện tại thì em Hưng đang làm, thì cho em Hưng làm một chút thì cháu được sẽ ghi hình lên. Công việc như này thì nếu mà để mà đối với lại các bác ở dưới xuôi, khi mà nhìn thấy con hay thấy cháu của mình đi làm thì rất là nguy hiểm đúng không? Nhưng mà ở trên vùng cao thì nó là một công việc mà nó là hết sức là bình thường rồi các bác. Nếu mà như mà bản thân mà có cái máy cày này đấy thì còn là đi làm thuê được. Đi thuê người ta thuê để mà cày ruộng, cày nương mọi thứ nữa. Lớp đi vào các mà được á? Hả? Trên mà nhá. Có vẻ cây giỏi ấy nhở. Ra đây từ sáng sớm bao nhiêu anh? Nhưng mà để cây như này thì một ngày nó cày hết tầm bao nhiêu lít anh mới cày này? Nhiều à? Con này là máy ở gọi là máy gì anh, có phải của Trung Quốc hay là máy con nai? Máy của Việt rồi. Là máy này là máy Việt đúng không? Ừ. Mà con này thì mua bao tiền anh con này? Mua 12 mà. 12 triệu á? Ừ, 12 triệu là đắt. Thế những cái đồ nó mà hỏng thì mình sửa thì nó có dễ dàng không anh? Khó đấy. Sửa khó à? Ờ, sửa khó đấy. Đây, nếu mà hỏng thì phải đem ra thợ sửa hay là thay xa nữa. Này trước anh là bán trâu đi mua hay là anh đi làm để mua con này ấy? Bán trâu mua này. Bán trâu mua à? Ừ. Hầu như là từ lúc có cái máy cày hay là nhà nào cũng có thể là có nhà thì người ta có tiền đi mua, có nhà thì bán trâu để mà đổi đi mua máy cày. Hiện tại vì là nó cày giỏi ấy, nó cày nhanh nhá. Trâu thì nó buổi sáng sớm đi cày sớm sớm thì mát mát về được, nhưng mà còn máy cày nếu mà mình muốn đi cày thì xuyên trưa thì cũng cày được. Cày lúc nào cũng được. Vâng. Như trâu. Ê, Hưng là ra với anh là ra từ sớm rồi Hưng đấy. Ra từ sớm rồi. Là hôm nay là có mấy em có về nhà ăn cơm không anh, hay là ăn cơm ở nương luôn? Ăn cơm ở nương luôn ạ. Cơm nương luôn. Thế là anh với Hưng là thay nhau cày à anh? Vâng, thay nhau cày. Thế là hai người cày là lúc mà Hưng mệt thì anh lại vào, lúc anh mệt thì Hưng lại vào. Vâng, nếu phải mệt. Nếu mà bây giờ như kiểu Hưng có một cái máy cày thì liệu như kiểu thôn này thì liệu có ai thuê làm không anh? Có. Thuê là vẫn có. Bây giờ hầu như là trên
trên mình thì là nhà nào cũng dùng máy cày để cày là nhiều rồi. Có nhà thì người ta vẫn dùng trâu để cày, nhưng mà cái ruộng đó là ruộng máy cày không vào được, máy cày. Có trâu nữa. Vâng. Chỉ dùng máy cày hết. Thế là Hưng là ra đây từ mấy giờ rồi? Ra từ sáng ạ. Ra từ sáng rồi ạ? Vâng. Rồi hỏi anh thì bảo là ăn cơm ở nương luôn à? Vâng. Thế là em ra đây là phụ anh hay là như nào? Hôm nay sáng anh bảo hộ thì cho tiền một ít. Cho tiền một ít à? Vâng. À, là có nghĩa là hôm nay ra để mà làm thuê đúng không? Vâng. À, nhưng mà anh bảo làm một ít, anh bảo cho một ít thì có biết là anh cho bao nhiêu tiền không? Không hỏi, hỏi không. Anh chưa? Không. Chưa hỏi anh à? Vâng. Có phải anh là trước anh mà đưa cho tiền em để mà lấy xe bắt tiền xe về không? Đúng rồi. Đúng rồi à? Không ạ. À, không phải đâu ạ. À? Vâng. Thế là ở đây là trồng gì? Trồng ngô ạ. Trồng ngô à? Vâng. Thế em thì làm đến mấy giờ thì em về? Làm tí hết ạ. Hết là đi về. Hết cả cây bây giờ có một thửa đúng không? Vâng. À, bây giờ thì sẽ đợi em Hưng là cày nước một thửa này ra. Rồi thì anh em... đi về sau cô bác, đi về thì hỏi em Hưng thêm. Hãy Hưng gửi một lời chào tới các ông các bà đi. Cháu chào các ông các bà. Thế mấy hôm nay thì em có đi đâu làm thêm việc gì không? Hay là chỉ là đi cày thôi? Em đi cày. Đi cày thôi à? Vâng. Thế dạo này mấy hôm nay đi cày thì tiết kiệm được bao nhiêu tiền rồi? Bạn biết không? Chưa. Chưa à? Vâng. Thế là Hưng ra đây hộ anh cày thì anh cho tiền, thì tiền đấy là Hưng để làm gì? Em lấy để giả nợ. Lấy để giả nợ á? Vâng. Nhưng mà ở đây thì giả nợ là giả lãi hay là giả gốc hay là như thế nào? Giả lãi. Giả lãi à? Vâng. Thế là bây giờ là hàng tháng là em nộp lãi, là em nộp lãi ở ngoài đó chứ đúng không? Vâng. Còn lãi ngân hàng thì là hiện tại là em Hưng là chưa có đủ chưa có đủ tuổi của bác ạ, cũng chưa có đủ tuổi để mà đóng lãi, cho nên là được bên xã là người ta trì hoãn lại đến năm em 18 tuổi. Năm em lúc nào mà em đủ tuổi của bác thì người ta sẽ lại bắt cho em Hưng là nộp tiền lãi hàng tháng nữa các bác. Đấy, bây giờ thì Hưng đi phụ anh chưa? Em đi. Thế đi phụ anh xong này một lúc là đi về. Đấy, vừa rồi thì Hưng cũng đã cày gọi là gần hết rồi các bác ạ, đến lúc cháu được về ấy. Hưng thì là với anh là hai người thay nhau để mà làm. Lúc nào mà anh mệt thì Hưng lại tiếp tục là để làm ấy. Phải nói là thực sự ra những công việc mà để cày như này cô bác này, cháu Lực thì làm nhà cháu Lực thì cũng làm nghề nông, cho nên làm nghề nông cháu Lực, tuy nhiên là cháu Lực vẫn còn bố mẹ ở nhà là thất làm, là đi thuê người ta để làm. Đây thì phải nói là khi mà cháu Lực gặp em Hưng với lại em Quân các bác, thì cháu Lực rất là nể phục các em dám điều khiển cái máy cày như này. Đây thì còn chỉ là cày những lúc mà đang ở trong ruộng thôi, còn những lúc mà đi lên ruộng hay là đi xuống ruộng nữa. Bây giờ thì có vẻ như là tiếng cái máy cày của bác nó còn khá là ồn. Đợi cho em Hưng cày nốt cái thửa này thì cháu Lực sẽ xem là em Hưng là được về chưa. Nếu mà được về thì sẽ cùng em Hưng là đi về luôn.
trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Tại ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Các lấy mấy cây về là lấy đi đường này à? Vâng ạ. Vừa rồi Hưng cũng đã cùng mình với anh đi cày xong rồi cô bác. Thế hôm nay là cày Hưng được kiếm được bao nhiêu tiền cày hôm nay? Thì sáng anh bảo là cho bao nhiêu thì em lấy bấy nhiêu thôi. Cho bao nhiêu thì em mà lấy bấy nhiêu à? Ừ. Nếu mà anh sợ là anh có cho ít quá không? Không ạ. Thế chắc là cũng độ giá hơn được hơn 100 thôi nhỉ? Vâng. Nhà anh ở đây à? Không ạ. Lán của nhà người ta. Nhà anh là có ở gần nhà của em Hưng không? Ở bên cái chỗ nhà nhiều ruộng ở bên kia. Ở đây đúng không? Có. Ủa à? Rác thả đây sao ấy? Hả? Nay không biết đi bị đường kia, đường này. Áo ơi! Áo á! Buộc thôi nhưng mà đây là cùng dạng là cánh lá này đúng không? Thế là để đây à? Không, để bên kia. À, thế đây. Như là cái khớp quá không? Anh bảo là em ra đây mượn đi à? Vâng ạ. Tôi mượn đi từ sáng rồi. À, mượn đi từ sáng rồi đúng không? Sáng nay, buổi sáng thì 6 giờ ra phát cỏ. Mà mấy cày à? Xong rồi đi về ăn cơm, xong rồi 10 giờ lại đi làm đến bây giờ. Đi xa như vậy thì ăn cơm là ăn ở tại cái chỗ mà nương vâng. Luôn à? Vâng, lấy có chị lấy cơm ra cho, xong lại đi về. À. Thì mấy cây thì liệu anh có lai được về không? Cả bác nữa, chắc là lấy vác về. Lấy vác về á? Vâng. Thì anh em mình đi về trước hay là đợi? Đi về trước cũng được ạ. À, đi về trước như thế. Vâng. Hưng là ăn cơm ở đâu tối nay? Chắc đi nhà anh ăn ạ. Đi nhà anh ăn à? Vâng. À, thế là mình làm xong là cùng anh ăn cơm luôn à? Vâng. Có vẻ như là dưới đây có một cái khe suối thì nhỉ? Vâng. Suối này có nhiều cá. Suối này có nhiều cá à? Vâng. Em đã từng bao giờ mà ra đây mà lấy cá này chưa? Rồi ạ. Trước em cùng thằng bạn em. Đây là cái gì đây? Đây là làm cho con chim cũng ra lấy con ngan hay con vịt gì đấy. Nó tưởng là người ấy. Không tưởng con da hâu ra đúng không? Vâng. Trước em cùng bạn em lên xuống chỗ này lấy bắt cá thì con ma nó dọa. Ma dọa? Vâng, nó đây nó cầm đất ném xuống. Ma liệu ban ngày hay là ban đêm? Đêm ấy. Con đêm á? Vâng, 9 giờ tối. À. Hay là sợ người không? Tại vì là đây có nhà đấy. Nhưng mà bọn em cũng không biết nữa, xong rồi bọn em lên đến đây thấy nhà kia nó không bật điện, xong rồi bọn em lại đi đến tít dưới kia, xong rồi nhìn quay lại lại thấy bật điện, xong rồi hỏi bảo là hôm đấy là nhà
Xuân đang có việc thì ông của Xuân với lại bà thì ở nhà hết. Nhưng mà chắc là đây nó biết dọa. Chỗ này trước. Đây, chỗ này có cái mộ trẻ em nó không biết khóc này. Đây là trước là cũng là mộ à? Đây này, đây có 2-3 cái này. Đây á? Vâng. Dưới này à? Vâng, chỗ này này. 2 cái, 3 cái, 4 cái liền. Là cái con đường này là đi đâu, con đường này? Đường này là đi huyện. Đường này đi huyện á? Vâng. Lên đường này đi. Lên đường này à? Vâng. Khoảng thời gian này thì mẹ em có ra dụ dỗ để mà đi Trung Quốc không? Có ạ. Có ạ. Nhưng mà mẹ từ ra là cho ai đi? Hôm nọ mẹ thuê một người xuống bảo là đưa em lên nhưng mà em không lên. Thuê người xuống á? Vâng. Xong rồi cái ông đấy bảo là nhưng mà hôm đấy em đang ở nhà Bắc. Xong rồi người đấy bảo là nếu mày không đi hôm nào tao gặp tao đánh rồi. Tao kéo đi, bảo thế. Thế nên bảo là hôm nào gặp thì là... Nó kéo đi, vâng. Hay là có thể là mẹ em bán cho người đấy rồi? Em không biết ạ. Thưa cô bác ạ, em trong khoảng thời gian vừa rồi thì là mẹ của Hưng là biết là bố của Hưng không còn đấy. Thành ra là muốn đưa Hưng để mà đi ở cùng. Thế nhưng mà đi ở cùng như này thì không biết là lý do là mẹ của Hưng có thể là lừa Hưng sang bên đấy để mà bóc lột cái sức lao động của Hưng, hoặc là đem Hưng để mà đi bán hết. Thế là đi Trung Quốc như này thì mình đi không cần giấy tờ thì có đi được không ấy? Không ạ. Không đi được à? Vâng. Thế là nhưng mà sao mẹ em lại bảo là rủ em đi cùng, hay là mẹ em lo được giấy tờ? Em không biết. Không biết á? Vâng, chắc là nếu mà mẹ bảo người ta đánh mất xong rồi để vào thùng xe đi chứ em có biết đâu. Để vào thùng xe á? Vâng. Có vẻ như đấy là cái điều mà em Hưng chú trước cô bác ạ. Nhưng mà để mà đưa được Hưng đi cùng ấy thì cũng thứ nhất là phải thuyết phục được em Hưng. Và thứ hai thì phải được em Hưng đồng ý đã. Còn đi sang bên đấy thì nó không phải là đi dễ dàng được, còn phải đòi hỏi giấy tờ mọi cái nữa. Vâng. Thế bây giờ thì Hưng cùng anh ngồi xe đi luôn nhá. Vâng. Đi về luôn các bác, cái đấy thì để cầm hay như nào? Cầm. Cầm à? Vâng, anh ngồi trước. Hả? Thế là sáng nay Hưng đi bộ đi hay là đi xe máy đi? Đi bộ. Đi bộ á? À? Đi bộ từ đây ra bên kia à? Vâng. Rồi tôi anh hỏi nhà trên này này, hỏi xin đi bảo Hưng đi làm đường rồi. Anh nghĩ là Hưng đi làm của nhà Hưng hay là đi làm của nhà bác thôi. Thì nghĩ là Hưng đi làm đường rồi. Vâng. Anh là ở dưới kia à? Vâng ạ. Thế một tí nữa Hưng lại đi xuống đi ăn cơm à? Vâng. Rồi ra đến đây thì không có gặp Hưng ở nhà. Anh hỏi hàng xóm ở bên này nè. Hoa. Hoa này là... Nở. Hoa trước... hoa gì đây? Có biết là tên không? Không ạ. Trước bố em trồng. Trước là bố trồng à? Vâng. Đấy, những cầu thang này thì có vẻ như làm từ rất là lâu từ cô bác cầu thang này ấy. Lúc mà ngôi nhà có thì đã làm rồi đúng không? Vâng. Cửa này phải nhấc lên thì mới vào được. Nhà của Hưng thì rất là trống.
chóng chỏi các bác ạ. Thế trưng thì cho anh hỏi, vừa rồi thì có mưa không? Có. Mưa thì có bị dột vào nhà nhiều không? Có. Chỗ nào bị giật dột nhiều nhất? Chỗ này à? Thế hôm nọ mưa này thì ở dưới này có mưa đá không? Không. Không mưa đá à? Vâng, nó gió to. Gió to thôi à? Ừ. Đấy, đi làm về thì rất là nắng nóng cô bác ạ. Đấy, nhưng mà tuy nhiên là về đến nhà là cũng không có cái máy quạt nào mà để mà xài cả. Hôm nọ gió to thì nhà thì có bị lung lay không? Có. Có à? Vâng. Thế là lúc đấy là mình vẫn ngủ trên này hay là đi chỗ nào ngủ? Em chạy đi nhà bác ở. Chạy đi nhà bác ngủ à? Vâng. Mưa như này thì lúc nào mà trời mưa to quá thì đi sang nhà bác để mà ngủ nhờ. Anh thấy là nhà bác thì cũng bị nhà nó bị nghiêng rất là nhiều. Nếu mà nhà của Hưng mà hôm nọ mà mưa đá ấy, có thể là phải nói là thủng hết cô bác ạ. Tại vì nó là pro này thì chắc là chỗ được nhìn thấy là cũng là pro rẻ thôi, nó bị nứt khá là nhiều cô bác ạ. Thế là tối nay là Hưng là không phải là nấu cơm nữa đúng không? Vâng. Tối nay là đi nhà bác để mà ăn cơm rồi. Vâng. Đi nhà anh chứ nhỉ? Vâng. Nhà anh, nhưng mà đấy là cũng là nhà bác ở trong làng thôi. Có phải là bác ruột bên này không? Không. Không à? Ừ. Hôm nay thì có vẻ như là nhà bác thì cũng ai cũng đi đâu làm hết rồi cô bác ạ, không có ai ở nhà cả. Mùa này thì hầu như là đi làm nương, làm ruộng thì có vẻ như là làm hết rồi. Chỗ này thì Hưng có lấy cây về để mà bịt lại không? Không. Chỗ này không bịt à? Vâng. Nhưng mà chỗ đấy thì nếu mà không bịt thì sợ rằng là khi mà anh lấy đồ đạc xuống cho em ấy, sợ rằng là người ta lại vào trộm đấy. Em lấy để nhờ nhà bác. Em để nhờ nhà bác à? Vâng. Những cái bộ quần áo của em ấy thì là những cái quần áo nào mà nhiều quá ấy, thì là đem để nhà bác cất hết nhá. Cất đi để lúc nào mà mặc thì sang nhà bác để mà lấy. Vâng. Chứ mà em để đây mà cứ để đây là anh là cứ cầm đồ đạc xuống cho em là sợ rằng là mất đấy. Vâng. Đấy, có thể là hiện tại thì trong nhà thì không có cái gì cho nên là người ta không vào trộm. Nhưng mà chỉ sợ rằng là khi mà anh đem đồ nhiều quá, người ta nhìn thấy cái thước phim của anh đăng tải lên ấy, biết rằng là em có tiền nữa, người ta sẽ về lấy đấy. Vâng. Nhá, rất là cẩn thận. Thế còn bây giờ thì chắc là Hưng cũng đi tắm rửa xong lại một tí nữa đi ăn cơm các bác. Chắc là cũng sẽ phải là đi về để xuống đây thăm Hưng một chút và ghi hình lại cho tất cả các bác cùng xem. Để mà anh sợ rằng là thời gian vừa rồi là lúc mà anh xuống thì mưa gió báo nhiều quá đấy, nghĩ rằng là ngôi nhà của em là đổ đấy. Ừ. Là cũng nó cũng gọi là bị lung lay. Bò bác bị sỏng à? Thế hộ bác đi. Đấy, có vẻ như là sau một cái cơn mưa, một cơn báo là nhà của Hưng là sẽ có một chút thay đổi luôn cô bác ạ. Nhìn thấy là ở phía bên này thì chắc là bị dột rất là nhiều nhỉ. Nó bị con này. Còn kiểu là như bị còn chưa khô mấy này. Chỗ này thì hầu như là bị bục hết rồi cô bác. Chỉ sợ rằng là đến lúc mà mưa gió báo như cái khoảng thời gian vừa rồi đấy thì là nhà của Hưng là bị lật đổ luôn đấy. Nhưng mà vẫn còn may là chắc là dưới nhà của Hưng là còn không có được loại như ảnh hưởng thời tiết nó nhiều quá, chứ không là nó bị đổ luôn đấy cô bác. Ở trên bàn thờ của cô bác này, bàn thờ của bố đấy thì cũng thấy là có một cái bát để mà bắt hương đấy, nhưng mà đây không phải là bát, là bằng cây đâu, làm từ rất là lâu rồi. Trên này thì có vẻ như là Hưng là vừa mới lau dọn nè. Vâng. Nhìn thấy có vẻ là còn sạch sẽ quá. Nhìn có vẻ là rất là sạch sẽ. Tính đến thời điểm hiện tại thì bố của em thì đã mất được được một tháng chưa nhỉ? Hơn ạ. Được hơn một tháng rồi nhỉ? Vâng, hôm nay là bao nhiêu?
Hôm nay là cũng rơi vào là anh không biết là âm vào bao nhiêu nhá, nhưng mà chỉ biết là dương thôi. Nhưng mà hưng thì tính nha cũng độ là được hơn là một tháng rồi. Thế anh nhìn thấy là vào trong nhà của Hưng thì cũng không còn gạo nữa. Gạo thì em hết rồi hay là để ở nhà bác? Hết rồi. Gạo là hết rồi à? Vâng. Thế là hôm nay đi làm để mà mua gạo hay mua gạo với lại dùng tiền để mà đóng lái à? Vâng. Bây giờ thì thưa cô bác ạ, em Hưng thì có thêm là hai khoản nợ mà rất là lớn trên đôi vai của em ấy cô bác. Hiện tại thì cái phần tiền quế của em Hưng cô bác thì cháu Lực cũng đã cầm là hơn là được 5 triệu rồi cô bác ạ. Trong thời gian tới thì cháu Lực cũng rất là mong sẽ được sự đón nhận yêu quý của tất cả các cô bác anh chị ở trên kênh, giúp đỡ cho em Hưng bỏ đi trên đôi vai của em ấy một khoản nợ, thí dụ như khoản ngân hàng cũng được hay là khoản ở phần phía bên ngoài cũng được cô bác ạ. Nếu mà như làm ở xung quanh nhà đấy thì chỉ có gọi là đủ và đóng tiền lái thôi, còn đợi em ấy sau này mà lớn lên thì đủ tuổi rồi thì mới đi làm được xa. Bây giờ còn nhỏ quá thì cũng không có ai để mà tuyển để mà lấy người để mà làm với cô bác, để mà làm một thời gian lâu dài được. Trước kia thì Hưng có chia sẻ với anh rằng là đi xuống dưới công ty để làm à? Công ty để làm thì đã bao giờ làm mà có tiền được về nhà chưa? Em đi làm được 2 ngày xong mới về luôn, bố bị như thế là về luôn. Thế là đi làm đấy là đợt đi làm đầu tiên đúng không? Ừ. Thế là cái năm nay mà em đi đúng không? Ừ. Ồ, thế là năm nay em đi là đi làm xa nhất là đi xuống ấy làm công ty. Ừ. Làm được 2 ngày thì là bố mất rồi. Ừ. Thế làm được 2 ngày thế thì người ta có trả tiền không? Không. Là không trả tiền à? Ừ. Không trả tiền thế là được các anh giúp đỡ là về luôn đúng không? Vâng. Thế có vẻ bây giờ thì hôm nay thì cháu Lực cũng xuống là hơi muộn một chút cô bác ạ. Bắt đi và bắt gặp em Hưng làm thuê để mà lấy tiền về. Thứ nhất là mua gạo này và thứ hai thì là mua để mà dành tiền đó để mà đóng cái phần tiền lãi ngân hàng. Thế thì để ngày mai anh xuống thì anh sẽ mua cho Hưng là thêm là một chút thực phẩm nữa nhá. Vâng. Tại vì cũng còn là các bác, còn là một số bác là gửi tiền cho anh để mà mua đấy. Vâng. Đấy. Mấy hôm trước thì anh xuống thì mua đấy, thì em cũng ăn chưa có kịp ấy, chưa có hết. Vâng. Ấy, thì là anh không mua. Đấy, còn về mà mua thực phẩm kia đấy, thì là hiện tại anh vẫn cầm của thứ nhất là có bác Kim Hoàng này là 500 ngàn. Thứ hai thì có bác Chiêm, bác ở Bắc Hà là 500 ngàn nữa. Thì đợt sau anh xuống anh sẽ trích tiền của các bác xuống là mua cho em nhá. Vâng. Đấy, về gạo, thực phẩm hay này kia thì lúc nào mà hết thì anh sẽ trích tiền của các bác gửi xuống mua cho em nhá. Vâng. Đấy, còn về cái phần khoản đóng tiền lái thì chắc là em cũng đi ra ngoài mà kiếm được một chút để mà đóng tiền lái đúng không? Vâng. Rồi. Đấy, có lẽ là cái thước phim này thì cũng khá là dài rồi cô bác ạ. Chắc là cháu Lực cũng xin được chia sẻ tới đây thôi cô bác. Đấy, nhưng mà nếu mà trong cái quá trình mà em khó khăn quá thì em có thể là bảo với anh nhá. Vâng. Rồi anh sẽ trích cái tiền của các bác ra để mà giúp đỡ em. Đấy, ở đây thì tiền của các bác gửi là cũng chỉ là giúp đỡ em thôi, chứ không phải là giúp đỡ anh hay là đi giúp đỡ ai ở ngoài kia cả. Đấy, cho nên là lúc mà khó khăn nhất thì là gọi tới anh nhá. Vâng. Thì là bảo tới anh nhá. Vâng. Rồi. Đấy, có lẽ là thước phim này cũng khá là dài rồi cô bác ạ. Chắc là cháu Lực cũng xin được là kết thúc cái thước phim này thôi cô bác. Và cảm ơn các bác đã theo dõi video. Đấy, Hưng thì khi mà anh xuống chia sẻ thì được các bác giúp đỡ và yêu quý như này thì em có cảm thấy là vui không? Em có ạ. Có à? Vâng. Cảm thấy là đỡ buồn, đỡ buồn không? Có. Đỡ tủi không? Có. Rồi. Đấy. Bây giờ thì cháu Lực cũng cùng với lại em Hưng phải nói lời chào, hẹn gặp lại tất cả các cô chú anh chị và các ông các bà. Hẹn cô chú anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Cháu Hưng chào các bác, các ông, các bà.